Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhận Tri Thức. Nhận Tri Thức là nơi mang tới cho bạn những kiến thức thú vị và hấp dẫn nhất, nhưng lại vô cùng gần gũi với tất cả mọi người. Bạn có biết là gián được mệnh danh là Superman trong thế giới côn trùng hay không? Gián có thể đạt tới tốc độ 700 km/h, hay dù bị chém bay đầu nhưng mà gián vẫn có thể sống tới một tuần lễ. Xin mời đến với bí mật về loài gián Superman của thế giới côn trùng. Let's go. Người ta nói rằng gián có thể sống sót sau thảm họa hạt nhân. Điều này có thể chưa chính xác. Song có một sự thật, đó là gián vốn được mệnh danh là Superman trong thế giới côn trùng. Có thể nhiều bạn đã biết, gián là một loài có lịch sử khá lâu đời. Chúng tồn tại trên trái đất từ cách đây hàng trăm triệu năm. Chúng thậm chí xuất hiện trước cả khủng long, và ngay cả khi khủng long bị tuyệt chủng, loài này vẫn còn sống, vẫn sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ và chẳng có mấy thay đổi cho tới nay. Thứ hai, gián sở hữu nhiều khả năng mà ngay cả những vận động viên giỏi nhất cũng không làm nổi. Gián có thể nhịn thở dưới nước trong 40 phút đồng hồ mà chẳng thấy hề ấn gì. Gián chạy với tốc độ 4,83 km/h. Thế thì bằng với mình đi bộ thôi chứ có chém gì mà ghê đấy. Ấy khoan nhá, bình tĩnh. Các bạn nên nhớ chiều dài cơ thể trung bình của gián chỉ là khoảng 2-3 cm. Tức là mỗi giây chúng đi được quãng đường bằng tới 50 lần chiều dài cơ thể của chúng. Và với một phép tính nhỏ, nếu đạt được kích thước bằng con người, tốc độ của loài gián là gần cỡ 700 km/h, gấp hơn 5 lần so với báo đốm, loài vẫn được coi là quán quân tốc độ trên cạn. Gián còn có biệt tài giữ thăng bằng cực tốt. Mỗi giây chúng có thể đổi hướng 25 lần khi đang chạy. Trong một thí nghiệm năm 2000, người ta đặt một khẩu đại bác cực nhỏ lên lưng gián. Khi chúng chạy, đại bác bị lệch sang một bên, nhưng gần như là ngay lập tức, gián đã lấy lại được thăng bằng và giữ vật nặng này ngay ở trên lưng. Về khả năng sinh tồn thì nhiều người đã từng gọi gián là côn trùng bất tử. Bạn không thể tưởng tượng khả năng sống sót tuyệt vời của loài này. Gián không chỉ có một não bộ, chúng còn có các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể, giúp phản ứng trước kẻ thù cực kỳ nhạy bén. Các hạch thần kinh còn giúp chúng sống sót ngay cả khi không có đầu. Theo các nhà khoa học, ước tính gián sống thêm được 1 tuần dù mất đầu và có thể nhịn uống nước 2 tuần. Nguyên nhân là vì gián không thở bằng đầu, máu của chúng cũng không làm nhiệm vụ tuần hoàn oxy, nên chúng chỉ chết vì đói khát hoặc nhiễm trùng. Gián quả thực là một biểu tượng cho sự sinh tồn phi thường, sức chịu đựng có lẽ chỉ sau mỗi sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, gián cái chỉ cần giao phối một lần để có thể mang thai cả đời, đẻ tới 300 gián con. Đó là lý do mà bạn đừng bao giờ nghĩ tới chuyện loài sinh vật này có thể tuyệt chủng. Nếu như thông tin gián gần như bất tử khiến cho những bạn ghét hoặc là sợ loài này lo lắng, thì bạn nên biết là ở những khía cạnh nhất định, gián cũng mang lại lợi ích không nhỏ với sự sống của con người cũng như hệ sinh thái của hành tinh. Cuộc sống sẽ ra sao nếu mà không có gián nhỉ? Đối với hệ sinh thái, gián là một mắt xích không thể thiếu. Theo giáo sư Srini Kamprabati, trưởng khoa sinh học Đại học Texas, thì cái sự ăn của gián khá là đặc biệt. Chúng vừa ăn vừa nôn mửa ra một loại chất hữu cơ thối rữa có rất nhiều nitơ. Chất này sau đó qua phân gián ngấm vào đất, đem lại nguồn dinh dưỡng dồi dào, phục vụ quá trình sinh trưởng của cây cối. Với tầm quan trọng như vậy, có thể nói nếu không có gián, những cánh rừng nguyên sinh, rừng nhiệt đới đã chết từ cách đây hàng triệu năm. Nói cách khác, sự tuyệt chủng của gián có thể gây nên thảm họa lớn đối với các khu rừng và những sinh vật phụ thuộc vào rừng, bao gồm cả con người. Nếu không có rừng, môi trường sẽ bị thiếu một lượng oxy nhất định, thường xuyên bị lũ lụt, không có gỗ để sản xuất, không có thực phẩm để bào chế thuốc, không có trái cây để ăn, không có rau cải để trồng táo bón, không có tập giấy để viết, không có nhân sâm ngàn năm, không có cây mai để chơi ngày Tết, và ngày xưa cũng không có táo để Newton phát hiện ra thuyết vạn vật hấp dẫn. Ngoài ra, gián còn là thức ăn của các loài sinh vật trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái như là chim hay là chuột. Ong bắp cày cũng đẻ trứng ký sinh vào gián. Như vậy, nếu loài côn trùng đáng ghét này biến đi mất, những tác động với giới sinh vật nói chung là rất đáng kể. Đối với con người, ít ai biết rằng từ xa xưa, có khá nhiều người đã coi trọng loài gián. Dược sĩ Hy Lạp Pandanius Dioscorai thế kỷ thứ nhất thậm chí còn khuyến khích dùng gián làm thuốc bằng cách pha chúng với tinh dầu hoặc là luộc lên. Trong thập niên 1870, thậm chí người Auckland còn uống trà có gián luộc ở bên trong. Tính chính xác của những tài liệu lịch sử ấy có lẽ là vẫn cần kiểm chứng nghiêm túc. Song có một điều chắc chắn rằng ở góc độ xã hội, nhiều người nghèo đang ăn gián và các côn trùng nói chung như một cách để tồn tại, chống chọi với nạn nghèo đói trên toàn cầu. Cuối cùng, ở khía cạnh sức khỏe,
rán là đối tượng phục vụ rất nhiều nghiên cứu khoa học về y tế. Sống trong môi trường bẩn thỉu, nhiều vi khuẩn nhưng rán siêu khỏe mạnh. Cơ thể của chúng chứa hợp chất siêu kháng sinh, tiêu diệt được phần lớn các loại virus, vi khuẩn thông thường. Theo nghiên cứu của Đại học Nottingham Anh, chuyên gia Simon Lee công bố rằng loài côn trùng này có một hợp chất có thể giết chết 90% vi khuẩn E. coli. Vì vậy, nghiên cứu loài rán có thể mở đường cho con người tới sản xuất một loại siêu thuốc kháng sinh kháng được rất nhiều bệnh phổ biến hiện nay. Rán nhà và khả năng truyền bệnh. Mặc dù nhiều đóng góp với sinh giới như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải thẳng thắn thừa nhận là rán không hề thiếu những điều xấu xa gây hại. Rán nhà là loại côn trùng có hại cho sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của con người vì chúng có tập tính sống ở những nơi bẩn thỉu, hủy hoại và làm thức ăn bị nhiễm khuẩn. Đồng thời có thể gặm nhấm và làm hư hỏng một số vật dụng như là quần áo, vải vóc, bìa gáy sách vở v.v. Chúng vừa ăn vừa nôn mửa những thức ăn mà chúng đã tiêu hóa một phần và đào thải phân rải rác khắp nơi. Các chất bài tiết nôn mửa từ miệng rán, các tuyến trên cơ thể của rán có mùi hôi đặc biệt, rất khó chịu và đọng lại rất lâu trên những vật dụng mà chúng đã đi qua. Có lẽ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được cái mùi rất đặc trưng của loài rán khi mà bọn nó sống ở gần gũi và làm phiền hà cho mình. Một số người thường bị dị ứng với rán khi có tiếp xúc thường xuyên. Hoạt động của rán nhà là bò, chạy tự do từ nhà này sang nhà khác, từ công rãnh, vườn tược, hố rác, nhà vệ sinh, rồi vào nhà để trú ẩn. Chúng có thể ăn tất cả những chất thải cũng như thức ăn của con người, nên thường mang và phát tán mầm bệnh tấn công con người. Rán không phải là nguyên nhân gây ra bệnh, nhưng nó là trung gian truyền tải và phát tán một số loại bệnh, trong số đó thông dụng nhất là E. coli và Salmonella. Đối với cơ thể người, hai loại vi khuẩn này có thể gây ra ngộ độc và những chứng bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Các triệu chứng thường gặp có thể kể đến là đau bụng, co thắt dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Một số trường hợp tiêu chảy kéo dài nếu không được nhập viện kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong. Riêng với vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn này có thể gây ra nhiễm khuẩn đường ruột, gây ra những hiện tượng như là tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng quằn quại. Nguy hiểm hơn, vi khuẩn này có thể lây lan từ ruột vào máu và đi đến những nơi khác. Từ đó, vi khuẩn này có thể gây viêm tại các cơ quan khác của cơ thể. Song song đó, rán có thể lây nhiễm ký sinh trùng, virus gây bệnh và cả nấm khác nhau cho con người. Nó còn mang các loại chứng run đường ruột, gây tác động kích thích dị ứng, ngứa, viêm da, mí mắt và các rối loạn hô hấp khác nhau tùy mức độ. Loài rán cũng tiết ra một chất gây dị ứng làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Tóm lại, rán là một loài có lợi với tự nhiên nhưng có khá nhiều hại về cuộc sống sinh hoạt của con người. Tốt nhất là các bạn rán nên sống ngoài tự nhiên cho lành, càng tránh xa con người càng tốt, bởi vì nhiều khả năng mỗi khi gặp nhau là các bạn rất dễ ăn dép đấy. Những sự thật về loài rán. Trong tổng số 4.000 loài rán, thì trong nhà của chúng ta có chưa đến 30 loại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số mà các nhà khoa học khám phá ra, ước tính con số trên thực tế còn gấp khoảng 2-3 lần. Rán nhà có chiều dài từ 1,5cm, rán nâu, Blattella germanica, đến 3cm, rán Mỹ, Parinalita americana. Thế vẫn còn nhỏ, một đồng loại với nó sống tại vùng nhiệt đới dài những 9cm đã ăn thua gì những con rán thời tiền sử sống cùng với khủng long chiều dài lên tới nửa mét đấy. Năm 2017, một nghiên cứu tiến hành ở Nhật cho thấy rán có trí nhớ, cho phép chúng hình thành phản xạ có điều kiện và có thể dạy dỗ chúng làm được các động tác siếc chẳng hạn. Nhờ sự phản xạ có điều kiện này, nhà nghiên cứu luyện cho rán tiết nước bọt mỗi khi bị kích thích, giống như con chó của Pavlov một thế kỷ trước. Phản xạ có điều kiện liên quan đến trí nhớ mà người ta tưởng chỉ động vật có vú mới có. Rán nặng nhất thế giới, loài rán tê giác ở Australia có trọng lượng tới 30 gram. Rán nhỏ nhất hành tinh, danh hiệu này thuộc về một loài rán ở Bắc Mỹ có tên khoa học là Atrophila fungicola, có chiều dài vỏn vẹn 3mm, nhỉnh hơn so với con kiến lửa. Rán có sải cánh lớn nhất, loài Megaloblata blaberodes, phân bố ở Trung và Nam Mỹ có sải cánh dài tới 118mm. Rán gây ồn nhất, loài rán sống ở vùng Madagascar, phát ra âm thanh xì xì kéo dài. Bài viết này được mình tổng hợp và tham khảo từ một số nguồn, chi tiết link bài tham khảo ở dưới phần mô tả của video. Nếu các bạn thích video này và cảm thấy nó thú vị, thì đừng ngại mà bỏ lại một like, một subscribe cho chúng mình. Đừng quên bấm nút chuông bên cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparum, còn mình là PinkDot. See ya!